Toy Trip USA High-End Equipment Instructions, cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Toy Dream Center. Chào mừng các bạn đến với thiên đường cardio của THOL Dream Center quận 9. Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn cardio của Duy Nguyễn. Và hôm nay Duy Nguyễn đứng ở đây trên một cái máy rất là đặc biệt, gọi là cái máy chèo thuyền Rho Sol SR500. Tên máy là SR500 nha các bạn. Rồi các bạn nhìn thấy cái máy này á, đây là cái máy hiếm phòng gym nó trang bị, nhưng mà là một trong những máy mũi nhọn thế mạnh của Duy Nguyễn. Tại Duy Nguyễn hiểu được cái tầm quan trọng của cái máy này. Cái máy này cực kỳ quan trọng. Cardio mà thiếu cái máy này là thiếu linh hồn. Cái đó là Duy Nguyễn nói nghiêm túc. Đầu tiên, vị trí ngồi. Điện thì ok, anh em lo hết rồi nha. Không cần phải bàn cãi điện nữa. Nếu mà nó không lên điện thì coi lại ổ điện kia gắm hay chưa. Rồi, cứ đơn giản, không cần siết gì đâu. Khỏi để vậy được rồi. Đó, chân để vị trí này. Rồi, cái tay cầm. Kéo, bụp. Bụp, khỏi chỉnh gì đó. Máy nó không cần chỉnh gì đó. Đó, có bạn kéo tật lất rồi. Thật sự Duy thấy rất là nhiều người kéo trật lất cái máy này. Đây là cái bài rô, đúng không? Rô là cái gì? Giống như tập lưng đó. Rô là như này, thấp đây hoặc thấp đây, thấp đây hoặc thấp đây. Nó là mô phỏng của động tác chèo thuyền. Chèo đó, tập vậy mới đúng. Thì ở đây á, thì bạn chỉnh nè, nó có một cái chỉnh duy nhất là up với down. Up down thì chỉnh là gọi là chỉnh tốc độ á, chỉnh không phải đâu tốc độ mà cái độ nặng khi mình kéo. Bạn hiểu không? Nhưng mà không ai chỉnh đây, tôi kéo thì sao tôi chỉnh được? Không, chỉnh đây chỉnh trước thôi, nhưng mà trong quá trình mình tập á là mình chỉnh trên đây. Trên đây nó có hai nút. Nó có cục pin. Mai mốt á mà chỉnh là mà nó hết ăn á thì mấy em phải tháo ốc này ra đi mua cục pin gắn vô. Pin ngoài tiệm tạp hóa bán nhiều lắm. Còn không pin theo máy thì em coi nó có quăng cái đậu không, lụm vô. Vậy thôi, cái máy này chỉnh rất đơn giản. Cũng không cần phải chỉnh thời gian, đồng hồ đây nó chạy nè. Mình nhìn mình canh thôi. Cái máy này mình nhìn mình canh thôi. Ví dụ như mình canh, mình kéo 5 phút. Thì tới 5 phút xong mình đi ra. Không có gì chỉnh, nhưng mà cái ở đây Duy muốn chỉ các bạn là chỉ là cách kéo. Kéo làm sao. Đó, đo cái nặng không. Không có cong lưng nha bạn. Không được cong lưng. Này nhẹ nè, kéo không phê. Lên. Maximum được nhiêu? Máy Bình Tân là 16. À, bên đây nó cũng 16. Nó nặng hơn được chút. Đó, hai cách kéo. Này bạn nhìn là kéo toàn thân này không? Kéo cái lưng vô nè. Cái ngực gần chạm cái đùi nè. Xong tới đây mình kéo, mình đạp cái chân ra. Bụp. Thấy không? Bụp. Kéo vô ngay rúng nè. Xong cái này mình lên nè, mình nhồi vô giống như mấy con đua thuyền á, đua ga ngo á bạn. Dứt khoát, kéo mạnh vô dứt khoát. Đó. Thì á, cái bài này tập rất tốt khi mà các bạn tập chung với cái ngày tập lưng hoặc tập tay trước. Đó, khi mà tập lưng á, xuống cardio chơi máy này. Tập tay xuống cardio chơi máy này. Phụ nữ cardio chơi máy này với máy chạy bộ này nọ kia. Nó làm cho mình giảm mỡ lưng, cái lưng mình nó trở nên sắc nét hơn. Tay cũng vậy nữa, nói chung là giảm mỡ toàn thân. Tăng thể lực này nọ kia. Nó là một chiếc máy cardio rất tốt. Các bạn không tập máy này uổng lắm, nó thật sự luôn. Rồi, nãy giờ Duy chỉ các bạn là vậy đúng không? Tự người vô giật. Nó là nặng thì mình làm vậy. Bây giờ nặng quá, tôi mệt quá, tôi chỉnh. Nói chung là nút này lên, nút này xuống nha. Dù level là cao nhất là 16, giờ Duy đang chỉnh 4 á. 4 thì nó nhẹ đúng không? Nó còn cách kéo thứ hai.
chân thẳng nhưng mà không khóa khớp. Thấy chưa? Nè, đu người vô, căng cơ đùi sau, xong rồi kéo. Dứt khoát cái nào ra cái đó. Nó đụng bụng cái cạch luôn không? Còn yếu quá, mệt quá thì dài. Làm gì làm lưng phải thẳng. Thẳng lưng. Tay dịch sát vô. Đó. Dịch sát vô. Kinh nghiệm cầm hai bên như nè. Để chỉnh cho nhanh. Đó, để mình chỉnh. Nó lên lên chút. Bấm nó, bấm con tay cái vô. Xuống xuống một chút. Đó, chỉnh lên 16 luôn. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.